Quỹ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Ban quản lý các khu công nghiệp, thông báo số 163 trên TB BQNL về việc tạm dừng đưa đón công nhân tại xã Tài Văn, xã Thạnh Thới Thuận, xã Liêu Tú thuộc huyện Trần Đề và thị trấn Mỹ Xuyên thuộc huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng. Theo thông tin của cơ quan y tế, qua công tác xét nghiệm tầm soát vào ngày 4 tháng 10 năm 2021, phát hiện nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại một số địa bàn thuộc huyện Trần Đề và thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại khu công nghiệp An Nghiệp, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng yêu cầu các doanh nghiệp khu công nghiệp An Nghiệp một Dừng hoạt động đưa đón công nhân người lao động cư trú tại các địa phương sau đây đến khu công nghiệp An nghiệp làm việc kể từ 0 giờ ngày 5 tháng 10 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới, gồm thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, kể cả dừng việc sử dụng xe gắn máy hai bánh đến khu công nghiệp An nghiệp làm việc. Xã Tài Văn, xã Thạnh Thế Thuận và xã Liêu Tú, huyện Trân Đề. Đồng thời dừng việc sử dụng xe gắn máy hai bánh của công nhân người lao động của tất cả các xã thị trấn thuộc quyền Trần Đề đi đến khu công nghiệp ăn nghiệp làm việc. 2. Khẩn trương ra soát số lượng công nhân, người lao động đang có mặt làm việc tại doanh nghiệp, có địa chỉ lưu trú tại các địa phương nêu trên, để xét nghiệm sàng lọc, nhằm phát hiện và xử lý kịp thời nếu có trường hợp nghi nhiễm COVID-19, đồng thời sắp xếp bố trí cho số công nhân này làm việc, nghỉ ngơi tại nhà máy xí nghiệp. Thông báo được đăng tải trên Cổng Thông tin Điện tử thành phần của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tại địa chỉ HTTPS kcn.sóc-trăng.gov.vn giao chuyên mục thông báo hướng dẫn. Ký thay trưởng ban, phó trưởng ban Lý Tuấn Anh.